Vượt qua chính mình là một cảm giác rất awesome. Để lại về như một phiền. Tôi là Châu Đăng Khoa và tôi sẽ có mặt trong 68 mà tâm một như vỡ đôi lạc nhau giữa Sài Gòn trong mỏi mòn cứ thế đi tìm nhau ánh đèn cùng nhuốm màu cô đơn.